đầu tiên xin mời các anh chị đến với nội dung phân loại bảo hiểm bảo hiểm được phân loại dựa theo các tiêu chí về luật kinh doanh đối tượng bảo hiểm và hình thức bảo hiểm các phân loại đầu tiên là theo luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm sức khỏe trong đó những bảo hiểm mà hương đã kể tên như bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới bảo hiểm vật chất xe hay bảo hiểm tài sản nói chung thuộc về bảo hiểm phi nhân thọ các loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn, du lịch thuộc về bảo hiểm sức khỏe. Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là nghiệp vụ mà cả doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cùng được khai thác kinh doanh. Cách phân loại thứ hai là theo đối tượng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm tài sản, ví dụ như bảo hiểm nhà xưởng, công trình xây dựng, bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm thân tàu. Bảo hiểm con người là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm trách nhiệm dân sự ví dụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới bảo hiểm trách nhiệm dân sự trách nhiệm công cộng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động theo hình thức bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm bắt buộc ví dụ bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm vật chất xe và nhiều loại bảo hiểm khác là bảo hiểm tự nguyện khách hàng tự xem xét và quyết định tham gia còn một số ít loại bảo hiểm như bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm, tư vấn pháp luật được pháp luật quy định là bắt buộc để đảm bảo lợi ích công cộng và an toàn xã hội. Hy vọng các anh chị đã rõ các cách thức phân loại bảo hiểm nói chung. Bây giờ, tôi mời các anh chị tìm hiểu chi tiết về các nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ, lĩnh vực chuyên môn của chúng ta. Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ thường gắn liền với tuổi thọ con người và dài hạn. Chính vì là loại bảo hiểm gắn liền với con người nên các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng. Chúng ta có 8 nghiệp vụ chính bao gồm: bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm bổ trợ. Nghiệp vụ đầu tiên, bảo hiểm tử kỳ. Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng. Điều này có nghĩa là khi tham gia bảo hiểm tử kỳ, nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn bảo hiểm thì nhận tiền bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm còn sống đến hết thời hạn bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả số tiền bảo hiểm. Bảo hiểm tử kỳ không có mục đích tiết kiệm mà chỉ là bảo vệ tài chính khi có rủi ro. So với các nghiệp vụ khác, phí bảo hiểm của bảo hiểm tử kỳ thường thấp hơn. Bảo hiểm tử kỳ gồm các loại sau: bảo hiểm tử kỳ cố định hoặc có thể chuyển đổi. Bảo hiểm tử kỳ có thể được tái tục. Bảo hiểm tử kỳ giảm dần, tăng dần, bảo hiểm thu nhập gia đình, bảo hiểm tử kỳ có điều kiện. Bảo hiểm sinh kỳ. Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ ngược lại với tử kỳ nếu người được bảo hiểm còn sống đến hết thời hạn thỏa thuận thì nhận tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chết trước thời hạn thanh toán thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào phí bảo hiểm có thể trả một lần vào thời điểm ký kết hợp đồng hoặc có thể được trả làm nhiều lần Sau khi đã nắm rõ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, chúng ta sẽ tìm hiểu nghiệp vụ tiếp theo có tên bảo hiểm hỗn hợp. Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Doanh nghiệp bảo hiểm cùng một lúc đảm bảo cho hai sự kiện trái ngược nhau. Đó là sự kiện tử vong và sự kiện còn sống của người được bảo hiểm. Có nghĩa là nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng, thì nhận quyền lợi số tiền bảo hiểm tử vong. Nếu còn sống đến hết thời hạn bảo hiểm thì nhận lại giá trị hợp đồng, thường được giải thích rõ và minh họa theo hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm tương đối dài, có mức phí cao hơn so với các dạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác do có yếu tố tích lũy tiết kiệm và thời hạn thường ngắn 10, 15, 20 năm. Có giá trị hoàn lại vừa có tính bảo vệ tài chính vừa có tính tiết kiệm. Bảo hiểm hỗn hợp được chia thành hai loại, không chi lãi và có chi lãi. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về bảo hiểm trọn đời. Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Số tiền bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử vong. Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm không xác định. Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ và không thay đổi. Đây là nghiệp vụ bảo hiểm mà việc trả tiền bảo hiểm là chắc chắn. Ngoài bảo hiểm trọn đời chi lãi và không chi lãi, còn có một loại nữa là bảo hiểm trọn đời chi phí thấp. Tiếp theo Chúng ta hãy cùng tìm hiểu bảo hiểm trả tiền định kỳ hay còn có tên gọi khác là niên kim. Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Sau thời hạn đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc nhiều lần. Khoản tiền thanh toán Thường được mô tả là khoản tiền trả định kỳ hàng năm, mặc dù trong thực tế nó có thể được trả nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng. Chúng ta có thể thấy bảo hiểm niên kim có rất nhiều loại hình, niên kim trả ngay hoặc niên kim trả sau. Niên kim trả có thời hạn hoặc niên kim trọn đời. Niên kim cố định hoặc niên kim biến đổi. Niên kim đầu kỳ hoặc niên kim cuối kỳ. Để an hưởng tuổi già, người mua bảo hiểm có thể đặt niềm tin vào bảo hiểm hưu trí. Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm hưu trí chính là sự kết hợp giữa bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trả tiền định kỳ hoặc bảo hiểm sinh kỳ. Bảo hiểm hưu trí được phân loại thành Bảo hiểm hưu trí cá nhân, bảo hiểm hưu trí nhóm. Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau: quyền lợi trợ cấp mai táng, quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn người được bảo hiểm được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong các trường hợp sau đây. 1. Người được bảo hiểm bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật. Khi người được bảo hiểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc mất việc và không còn là thành viên của hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm, người được bảo hiểm có quyền chuyển giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân với giá trị tương ứng tại cùng doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí của mình sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm của doanh nghiệp mới hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm mới có thể tại cùng doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm khác tùy thuộc doanh nghiệp mới Nghiệp vụ tiếp theo mà chúng ta cần nắm vững có tên gọi bảo hiểm liên kết đầu tư. Bảo hiểm liên kết đầu tư là nghiệp vụ bảo hiểm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu chuyển giao hậu quả tài chính của rủi ro và nhu cầu đầu tư của người mua bảo hiểm. Bảo hiểm liên kết đầu tư mang những đặc điểm sau. Có sự tách biệt giữa các yếu tố cấu thành một hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. Các yếu tố như hoạt động đầu tư, các loại chi phí và lợi nhuận của quỹ đều được tách biệt và công bố với khách hàng. Bên mua bảo hiểm hưởng mọi lợi nhuận và chịu mọi rủi ro. Có tính minh bạch cao. Bảo hiểm liên kết đầu tư được chia làm hai loại, liên kết chung và liên kết đơn vị. Nghiệp vụ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là bảo hiểm bổ trợ. Nghiệp vụ bảo hiểm bổ trợ mang các đặc điểm sau luôn được bán kèm với sản phẩm chính bổ sung thêm quyền lợi tai nạn cá nhân chăm sóc sức khỏe miễn nộp phí hoàn phí bảo hiểm quyền lợi khi mắc bệnh hiểm nghèo thời hạn bảo hiểm thường ngắn và phụ thuộc vào thời hạn của các sản phẩm bảo hiểm chính thường có mức phí thấp bảo hiểm bổ trợ chính là giải pháp giúp khách hàng có được quyền lợi bảo hiểm cao phạm vi bảo hiểm toàn diện với chi phí hợp lý